Vâng, xin chào tất cả các cô chú anh chị. Chúng ta lại gặp nhau trên kênh tin tức 24 giờ lưu. Lời đầu tiên xin gửi đến tất cả các cô chú anh chị và các bạn là chúc sức khỏe và bình an. Thời gian vừa qua thì mình rất ít lên các clip về các thông tin trên không gian mạng để cho tất cả các cô chú đều nắm được. Thì trong thời gian gần đây mình sẽ cố gắng để mà truyền tải những cái thông tin đang được dư luận quan tâm nhất để chúng ta có thể nắm bắt rõ hơn về những cái sự việc này. <laughs> mình khá là thấy tò mò bởi vì mấy ngày hôm nay thì thấy rất nhiều những cái luồng thông tin của dư luận xã hội đó nói rằng cái việc của bà loan chủ tịch hội đồng quản trị của quốc cường gia lai đang bị bắt tạm giam thì sẽ như thế nào nếu như ở công ty quốc cường này không có người đứng đầu để mà quản lý nó à, vậy thì dư luận xã hội thưa các cô chú anh chị dư luận xã hội có thể là rất là quan trọng bởi vì chứng dư luận xã hội sẽ uh, gây ra những cái việc như là mất lòng tin của khách hàng, mất lòng tin của những người đối tác, những doanh nghiệp đối tác làm ăn lâu dài với công ty này và sẽ gây một cái sự ảnh hưởng nhất định đối với cái kinh tế của công ty này. Vậy thì ở đây chúng ta đi làm rõ là tìm hiểu vì sao, nguyên nhân vì sao mà bà Loan lại bị bắt và mới đây thì uh, chính anh cường được hay thường gọi là À, Cường Đô La đó, đã lên tiếng để mà đứng chứng lại những cái sự việc này. Và không biết nội dung đứng chứng là như thế nào thì tí nữa mình xin phép được chia sẻ cho mọi người cùng nghe. Chỉ tóm gọn cái nội dung rằng à, vì sao bà Loan bị bắt và bị bắt liên quan bởi những gì. Thì à, bà Loan bị bắt bởi à, sử dụng à, cái quỹ đất ở Bến Vân Đồn được xác định là ở Bến Vân Đồn và gây thất thoát. Và cơ quan điều tra cho rằng bà ấy đã làm ảnh hưởng và gây thất thoát đến tài sản của nhà nước. À, khu đất này theo mình biết thì à, nó có diện tích là 6.000 mét vuông nếu mà mình nhớ không nhầm và nó được sự quản lý của nhà nước. Đặc biệt hơn nữa là à, trực thuộc sự quản lý của hai đơn vị đó là công ty cao su đồng nai và công ty cao su bà rịa đó. Và qua rất nhiều lần chuyển nhượng cổ phần à, đã đến tay của bà Loan. Chúng ta sẽ cùng đi xem. À, anh Cường đã lên tiếng như thế nào trước sự việc bị bắt tạm giam của chính mẹ mình. À, xin mời tất cả các cô chú anh chị chúng ta cùng đón xem. Đây là cái nội dung chứng à, trong ngày hôm nay. À, Quốc Cường Gia Lai nói gì sau khi bà Nguyễn Thị Như Loan bị bắt? Quốc Cường Gia Lai cho biết vụ việc trên vẫn đang trong quá trình điều tra liên quan dự án 3939B Bến Vân Đồn, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh công ty sẽ sớm tìm người phụ trách điều hành trong thời gian tới. Bởi vì trong cái quá trình điều tra nó sẽ gây tốn rất nhiều những cái thời gian à, cho cơ quan điều tra và chắc chắn rằng à, bà Loan sẽ không thể nào thực hiện được những cái việc mà à, ký kết hợp đồng hoặc là những cái điều hành chứng ở trong công ty. Nên cái việc à, thay thế người, có người thay thế lãnh đạo công ty đó cũng là điều đương nhiên. Công ty cổ phần quốc cường Gia Lai, mã chứng khoán QCG có thông báo về việc bà Nguyễn Thị Như Loan, tổng giám đốc bị khởi tố và tạm giam để phục vụ điều tra liên quan đến dự án 39-39B đến Vân Đồn, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố và tạm giam đối với bà Loan để phục vụ điều tra hành vi vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Quốc cường Gia Lai cho biết vụ việc vẫn đang trong quá trình được điều tra. Bà Loan đã và đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng trong quá trình điều tra, làm rõ các vấn đề liên quan. Sự việc trên chỉ liên quan đến dự án 39, 39B Bế Vân Đồn mà công ty đã nhận chuyển nhượng từ hai công ty tư nhân và chuyển nhượng hoàn tất cho đối tác từ năm 2014 như thông tin chính thức trước đây đã công bố đó là cái điều khẳng định của quốc cường thưa các cô chú anh chị à, anh ấy khẳng định rằng tất cả những cái sự việc liên quan đến cái việc bắt tạm giam của mẹ mình chỉ liên quan đến cái dự án 3939 b mà thôi chứ ngoài ra là không có một cái việc nào khác à, khác hay không khác thì chúng ta cũng phải chờ đến cái kết luận hoặc là cái thông báo từ các cơ quan điều tra chính thống bởi vì có rất nhiều những cái sự kiện ở trên không gian mạng mà chúng ta nhìn thấy như là của bà Lan đó thưa các cô chú chị, của bà Trương Mỹ Lan đó thưa các cô chú chị thì làm cho chúng ta khá là bất ngờ bởi vì con số lên đến hàng ngàn tỷ đồng, hàng ngàn ngàn tỷ đồng. Nó rất là kinh khủng. Và điều này cũng khá là bất ngờ khi chúng mấy năm gần đây chúng ta được nghe rất nhiều những thông tin liên quan đến những sự việc tương tự như thế này. Công ty cũng cho biết, hội đồng quản trị sẽ sớm tìm người phụ trách điều hành trong thời gian sớm nhất để thực hiện tất cả các hoạt động liên quan đến doanh nghiệp, đảm bảo hoạt động bình thường. Doanh nghiệp khởi tố bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Như Loan nằm trong quá trình bộ công an điều tra vụ án xảy ra tại tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam, công ty cao su Đồng Nai, công ty cao su Bà Rịa, Bộ Tài nguyên Môi trường và các đơn vị liên quan. Có khá nhiều những cái thành phần mà liên quan đến cái sự việc này thưa các cô chú anh chị à, lúc nãy mình chỉ nhắc đến là cao su đồng nai cao su bà rịa nhưng mà trực thuộc sự quản lý của cao su việt nam và bên cạnh đó còn có bộ tài nguyên và môi trường và các đơn vị liên quan khác nữa thì à, ở đây thì ai sai ở đâu thì sẽ xử lý ở đó với trách nhiệm của cơ quan điều tra các cơ quan chức năng thì họ sẽ tìm hiểu xem điều tra xem là có thực sự là bà Loan đã À, làm sai trong vấn đề này hay không và các công ty liên đới có thực hiện cái hành vi sai phạm đó cùng với bà Loan hay không đó là cái mục đích chứng. Còn nếu không thì họ cũng sẽ đứng chứng lại cho tất cả mọi người. Nhưng khi đã có lệnh bắt tạm giam rồi đó thưa các cô chú chị thì cái việc mà sai phạm thì phải là có phải là có đó là cái điều mà mình nhìn nhận từ trước đến giờ trong rất nhiều những cái hoàn cảnh khác nhau. Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết đang củng cố tài liệu chứng cứ đối với sai phạm của các bị can đã khởi tố. Đồng thời, đơn vị tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ các sai phạm khác của công ty Quốc cường Gia Lai và các đơn vị, cá nhân có liên quan áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi triệt để tài sản cho nhà nước. Ở cái đoạn này thì chúng ta phải chú ý, mình xin được đọc lại cái đoạn cốt lõi trong cái đoạn này đồng thời đơn vị tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, tức có nghĩa là mở rộng theo cái nhìn nhận sai phạm này mà chúng ta nhìn thấy của bà Loan đó, thì mở rộng ra xem là cái công ty quốc cường gia lai này có mắc những cái sai phạm khác hay không và cơ quan chức năng họ cũng đang củng cố tài liệu và đang điều tra làm rõ sự việc, làm rõ các sai phạm khác của công ty quốc cường gia lai và các đơn vị cá nhân có liên quan áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi triệt để tài sản cho nhà nước. À, đọc đến cái đoạn này, thưa các cô chú chị thì cũng có rất nhiều những cái đối tượng khi mà xem cái đoạn này và đưa ra những cái vấn đề hết sức là tiêu cực. Ví dụ như là, à, lại thu tài sản về cho nhà nước, có phải là những nhà nước đang chèn ép doanh nghiệp hay không? Nhưng à, thưa các cô chú chị, à, chúng ta không nên nghĩ theo cái hướng tiêu cực của một số những cái thành phần. À, muốn chống phá hoặc là làm những cái uh, vấn đề gây rối gây mất lòng tin của uh, giữa quần chúng nhân dân đối với uh, khối cơ quan uh, chức năng đó cho nên chúng ta phải thật sự là cảnh giác với những cái vấn đề này uh, việc thu uh, lại những cái khối tài sản đó là những cái khối tài sản do sai phạm do làm trái các quy định của nhà nước mà có cái việc sai phạm đó là cái đồng tiền bất hợp pháp vậy thì cái đồng tiền đó sẽ bị thu hồi và để cho nhà nước gây quỹ phục vụ cho các công tác an sinh xã hội khác. Điều này mình nghĩ có rất nhiều người hiểu và nhìn nhận đúng theo cái bản chất của sự việc. Trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, nhiều cán bộ từng là lãnh đạo đã bị khởi tố, bắt tạm giam. Trong đó, ông Lê Quang Thung, nguyên tổng giám đốc, nguyên quyền Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và ông Huỳnh Trung Trực, nguyên Phó Giám đốc Tập đoàn bị khởi tố về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Mới đây nhất, ngày 17 tháng 7, Bộ Công an khởi tố bị can bắt tạm giam đối với ông Trần Ngọc Thuận, nguyên Tổng Giám đốc Tập đoàn Cao su Việt Nam về tội nhận hối lộ bà Nguyễn Thị Hồng, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh bị khởi tố bắt tạm giam về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ đó hàng loạt những cái việc mà bị bắt à, đúng thôi thưa các cô chú anh chị làm sai sai phạm à, luôn lách để mà hỗ trợ cho các doanh nghiệp đã thấy làm sai rồi mà còn cố gắng hỗ trợ cho họ thì phải có những cái à, quy định hà khắc đối với những cá nhân này đối với những cái đơn vị này. Có một vấn đề nữa mà rất nhiều người quan tâm, đó chính là cái việc ai là chủ nợ của quốc cường gia lai, một công ty rất là lớn và chúng ta được nghe cái danh xưng là cường đô la từ ngày xưa đến giờ rồi. Đến bây giờ anh ấy vẫn giữ được cái phong độ đó. À, còn cái việc quan tâm của những của dư luận đó, thì à, những người youtuber như chúng tôi. À, phải có trách nhiệm để mà tìm hiểu chia sẻ đến cho tất cả các cô chú anh chị và chúng ta sẽ cùng đi xem à, cái nội dung là ai là chủ nợ của quốc cường gia lai theo báo dân chí thì trong nhiều năm quốc cường gia lai đều vay tiền từ các cá nhân lãnh đạo như bà nguyễn thị như loan tổng giám đốc ông lại thế hà chủ tịch hội đồng quản trị và những người có liên quan hay doanh nghiệp liên quan theo báo cáo tài chính quý báo cáo gần nhất tại ngày 31 tháng 3, công ty cổ phần quốc cường Gia Lai, mã chứng khoán QCG có khoản nợ các cá nhân bên liên quan với đội ngũ lãnh đạo khoảng 676 tỷ đồng. Trong đó, công ty nợ bà Như Loan hơn 78 tỷ đồng, ông Thế Hà hơn 18 tỷ đồng. Một số doanh nghiệp là bên liên quan cũng cho mượn số tiền lớn như công ty cổ phần bất động sản Hiệp Phúc 272 tỷ đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và kinh doanh nhà Phạm Gia gần 153 tỷ đồng. Công ty cổ phần thủy điện mặt trời 62 tỷ đồng. Việc lãnh đạo và các thành viên trong gia đình cho quốc cường Gia Lai mượn nợ đã diễn ra nhiều năm nay. Đơn cử năm 2020, bà Loan cho công ty mượn hơn 161 tỷ đồng. Năm 2021, cho mượn hơn 74 tỷ đồng. Năm 2022, cho mượn gần 69 tỷ đồng đến năm 2023, con số này đã gần 86 tỷ đồng. Bà Nguyễn Ngọc Huyền, My, con gái bà Loan, đồng thời là cổ đông lớn của quốc cường Gia Lai, cho công ty vay nợ hàng năm. Năm 2021, bà My cho công ty vay gần 7 tỷ đồng. Năm 2022 là 9 tỷ đồng. Năm 2023 không còn mượn tiền. Hoặc là bà Lại Thị Hoàng Yến, con gái chủ tịch hội đồng quản trị Lại Thế Hà, cũng đều đặn cho công ty vay mượn số tiền lớn qua nhiều năm. Năm 2021 bà Yến cho mượn hơn 108 tỷ đồng, năm 2022 cho mượn hơn 66 tỷ đồng, năm 2023 mượn gần 48 tỷ đồng. Ngoài phát sinh vay mượn với các cá nhân, tại ngày 31 tháng 3, quốc cường gia lai có hơn 570 tỷ đồng vay nợ tài chính. Số này biến động không đáng kể so với đầu năm. Tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu thấp chỉ 0,13 lần. Trong số này, công ty có gần 313 tỷ đồng nợ vay tài chính ngắn hạn và hơn 257 tỷ đồng nợ vay tài chính dài hạn. Theo báo cáo, công ty vay ngắn hạn Ngân hàng Liên doanh Việt Nga chi nhánh Đà Nẵng gần 107 tỷ đồng, tài sản đảm bảo là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với các lô đất tại quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Ngày đáo hạn là ngày mùng 1 tháng 1 năm 2025. Ngoài ra công ty có vay cá nhân hơn 164 tỷ đồng, cũng là khoản vay ngắn hạn lớn nhất trong cơ cấu, còn lại hơn 41 tỷ đồng vay dài hạn đến hạn trả. Đối với các khoản vay dài hạn, ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietcombank chi nhánh Gia Lai là chủ khoản nợ hơn 257 tỷ đồng đáo hạn tháng 4 và tháng 6 năm 2029, mục đích vay để tài trợ cho hai dự án thủy điện Iarai 2 và Ayun Chung có tài sản đảm bảo chính là quyền sử dụng đất tại các dự án này. Khi mà chúng ta nhìn thấy những cái con số cho uh, vay hoặc là quốc cường Gia Lai đã vay của những cá nhân doanh nghiệp thì chúng ta mới thấy được cái số nhiều của nó. Tuy rằng cũng ít trên dưới chục người hoặc là các doanh nghiệp khác thôi thì chúng ta cũng nhìn thấy cái con số cũng khá là lớn. Vậy thì cái việc mà vài năm trước quốc uh, cường uh, tức có nghĩa là cường đô la đó đã tuyên bố là dừng cuộc chơi siêu xe của mình thì uh, cũng khả năng là đây là một lý do uh, mà cơm áo gạo tiền gánh vác những cái việc lớn ở trong cho doanh nghiệp của mình khá là bận rộn và nặng nề cho nên mới rời bỏ cuộc chơi. Chúng ta cũng nhìn nhận thấy được rằng trước mắt thì uh, thấy được cũng khá nhiều những cái sai phạm mà cơ quan chức năng họ đã tiến hành họ đang tiến hành điều tra để làm rõ và tới đây thì không biết là nó như thế nào và chúng ta sẽ cố gắng tiếp tục để mà bám sát những cái sự việc này để xem rằng liệu quốc cường gia lai có bị sai phạm trong việc liên đới với bà loan hay không hay là chỉ đơn thuần bà loan chỉ bị điều tra về cái việc mà gây thất thoát tài sản của nhà nước và mình nghĩ rằng cái sự việc này sẽ sớm có kết luận thôi à, xin hẹn gặp lại tất cả các cô chú anh chị ở trong clip tiếp theo nhớ đừng quên nhấn đăng ký like share video giúp mình xin chào và hẹn gặp lại.